ទុនធានមនុស្សយើងតាំងពីក្រោមមកហើយនៅក្នុងក្រសួងសាធារណការគឺយកមនុស្សជាគោល
nâng cao cả chữ rưu mình trái cả riêng chồng, cả bắt đầu, cả chất tăng xem xin, nâng cao bắt đầu và đào đồng bây bà cao anh bắt sợ tập hiệp. Nhưng đã tự đào sau chân à con nơi xa mặt tập hạng, xa mặt tập cam chỉ chả ăn đá cái xuống trong thư. Tại tôi mơ khuôn anh xin, tại sao có phiếp dương môn rồi nơi. Chẳng thơ rưu bông rưng khuôn anh, riêng tiết hỏi xa át, sao có phiếp ở môn. Bốn trái rồi bỏ dương, cả bánh trái tôi nơi tìm phiền cách rưng môn tự dương chiên tự ách. Xâm rách ban nơi cô đáu đã đạt chính, hai miên trái rồi phiếp nâng phiếp thôn. Hãy ní cư chìa kết ca sống khăn. Chẳng chấp sông con trô đá, chấm bố ca đạ chênh nơi cú ca, nơi vị thiên ca bay chụp đội bánh đại bàn lực láng từ lưu bay mùm đại dương phục quân răng sở thả bản. Vì sao bỏ đề biến, cư chìa kết ta lý có sáng sống khăn. Nếu khăn hông ca bằng cát khá lâm xa, nâng chỉ nẹ chai chai bỏ đề biến, ông bí sân cung chiến. Nâng ca bằng hai, ông bí tạ tạp biếp sân cung nâng ca áp bí vọt. Chạy sợ đây, khăn ông đồng náu ca có sáng, nâng áp bí vọt bất tích cơ lõ mộ. Vì sao bỏ đề biến bàn ruộng châm đáy đòi bãi lưu mục nghe sầm khăn đối chí thi búi. Chô ruộng bộ có rừng lất thị bà chia thập bà tay bãi lưu mù lật thàn đi tệ rộn. Thì bí bình chôn bỏ đề biến bất nâng ra hát toàn bề. Thì bây bỏ đó bỏ đề biến bài bọc rộng nâng châm đáy đấng. Thì buồn chỉ châm ám trút bí đất tòa lạc phiếp sạc cung đòi sạc trọng nâng thị bàm. Chủ rùm châm náy cây lò mò sông cung tam rồi dạ ca bắt đoàn bó rồi biến bất cực chung chú rùi. Bà có bắt đoàn đồng lá phiếp. Nâng chỉ nhẹ bắt đoàn thiết chú nâng khổng ca riêp chóm cô rưu bài dô tà xa nâng phán ca sạm phiếp rồi bỏ rì trọt thả bí bà. Ôm náy xa bó rồi biến cứ chìa ôm náy tí buồn. Ôm náy ní bảo bạc trâu cứ biến xa rạ xâm khát đá xâm rạp ca áp bí vọt bà tích chết rồi bỏ dương. Xâm rạp thay rạ xa xôn tí phiếp xa thay rạ phiếp. Xâm rạp đó, tham mô bố lâu ai phụ chia bố rõt dương ai thư ca xâm rạch chết. Cả đôi chìa rì rõ thà vì bà, khả nông ca đã chênh đơn vị thiên ca, bà sẽ tự biểu. Tì bùi, phụ chia bố rõt dương biên sứt, tự tù bàn bò rồi biến, đại bẹp bò nâng sự công chết, nâng chi bà phiếp rùa nâu bà chạm thang ngay rồi bỏ quản. Tạm rồi dạ, ca tự tù bàn nâu bò rồi biến bì cực mật châu bài cực trọ. À lâu dương khư anh thà. Phải chạy của chiếc tùm nước ban phụ vì mạch chạy ca này ca bắt đó bỏ mô lần bắt đó bỏ rồi biến. Ở lời dương biên chiếc bí bọn ông ở phía xa bỏ rồi biến. Hãy phía chả ơn ọt trời ca chả ơn tì. Bị môn đồng bây bạc ca xa bỏ rồi biến bùi, thở biến rồi ủng bùm, thở biến nhẹ sơ xê, thở biến. Thả vì ca chú tiết operate thay nè. Ở lời cứ TV online. Bọn ta thay Internet, miền tài nhà bán, hay bốc cơ lực chung cá. Bọn bán này đã ai thua bán được kì. Đi hai cứ ổng này, nâng vì mạch cá này là tập hiếp cổng cát phử. Xâm ra bà chìa bà rốt này, tôi bỏ ra biến, có đồng bán chứa ra ơn bà phúc, đảm bấy thua cá xâm ra chết nâng ách đơn. Còn ta hiếp chánh bà tế, có ách đơn ta phá lâu na, có xe tế công tơ đây. Google, rưu mối có bỏ ra biến, để ai chạy bảo. Sự thà nạp hiếp tức chùm đôn, sự thà nạp hiếp ấy dạng bệnh. Phải liên, ní cứ chìa ca ta tuôn bỏ rồi biến, bất bạc gọn. Tí bì rìa thà thà bì bà thà nạ chết kào chết, cả trời ca bỏ rồi biến bất rồi hát toàn bê và lìa cực chung chùi. Đầm bây đã chênh nơi vị thiên ca đừng đọc lọt rai toàn bê và lìa chóm khu đáy đức và sự thà hiếp. Nâng khăn ông rìa bê pram khai đi. Lớ dưới ngày 1.7 rồi thả báo bàn pram khai mặt ngày khuất. Xem bàn thua ca chế ra ấn. Đó xa rai bà giả chỉ chế ra ấn. Cứ tam rồi dạ. Ca tự tố bàn bó rồi biển. Tam bà bón sọp sai sự cục. Xem đọc tố. Hãy xem bà chung tự oi sự thả bắn. À nhà thô thả nạc rong chít chặt về thiên ca đó xa rai bà tố liếp liếp. Bất đà. Bỏ rồi biến tầng ớt đại bà sọp sai tạp đu mình mến sốt tay bỏ rồi biến cực chung kỳ rôi rưu mũi có bỏ rồi biến tầng ớt bằng tay bỏ rồi biến nà đại dương ách bán đập bây sài chữ bà to chặt vì thiên đặc cả bà to. Hãy khiêm cơ xông ớt khôn từ đó giờ tháp bán tương ở nhà thơ thân ạc rộp chết 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 ra đại bán châu rùm đọt sài bà nhà đọt sài đói toàn bê về liên nâng bán lươn
bánh hà tẹt tôn từ nừng ca ạ nụ vọt lư thì họ đường từ tiêu bà si chỉ phải rốt ruột cái trái anh là ấy đại rốt thao bị báo bật ai tì chẳng bỏ ra biến chẳng tám Facebook phim chừng ai ở nhà thô chạy bơ phim bất ớt bà bất bà chụp phim à đang chỉ càng yêu tiêu họ vẹp bỏ nâng rương đây cái lấy na tùm nó vì viết ấy cái lấy đà đại biến phim mình trọc trời ta chú bác bà chung tỏ ai khách khách bà đất bơ phim đọc sài phim đảm bấy bật lốt rương cầm oi viết tới chỉ rương thục thầy ní cứ chia một chiếu bài thục đó hơi chấm kích thở hơi cọc chốt xong lực tức chật có lõng tư cửa xuống sở tháp ban mà chủ đuôn nhà thô cao chết có ban pra vì thiên được cả đi vì thi xa đi đảm bấy cái đáp bò rồi biến ở toán hãy chấm xong oi áp bì ba khét áp bì ba rít đi khét cả đôi chiếc bật thiên sở tháp ban tập cứ trở ប្រើនឹងប្រើវិធានការនឹងអចរាថាជាពិសេសអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺត្រូវចាត់ចែងកិច្ចការអលឺពោះជួនកាលចាំអលិខិតបទដ្ឋានរបាយការណ៍ពីក្រមយុវហើយជួនកាលរបាយការណ៍ពីក្រមតាមនីតិវិធីរដ្ឋបាលគឺវាប្អូនបាត់ទៅហើយឬមួយរឿងដែលតូចខ្លាំងទៅជាធំបាត់ទៅហើយតែបើយើងអាចព្រោះទម្ងន់នៃអភិបាលខេត្តទម្ងន់នៃវិធានស្ថាប័ន អាចបញ្ជាពលុតភ្លាមដោយបញ្ចាំបាច់ចង្ការកើតនៅក្នុងភូមិឃុំអាជ្ញាធរឃុំផុតសមត្ថកិច្ចតែបើខេត្តដឹងនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចដោះបានភ្លាមកិច្ចការខ្លះយើងពជាភ្លាមគឺដោះដានភ្លាមដោយសារចឹងគាត់ថាកិច្ចការនេះគឺត្រូវប្រើខ្ញុំគិតថាសម័យឌីជីតលហើយយើងមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់ឌីជីតលដើម្បីទទួលព័ត៌មានទេ ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ឌីជីតលប្រព័ន្ធឌីជីតលដើម្បីថែមទាំងទទួលព័ត៌មានទាំងដោះស្រាយបញ្ហាហើយនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានហើយប្រព័ន្ធព័ត៌មានជាងដែលត្រូវជួយផ្សព្វផ្សាយនេះក៏ខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ចំពោះការដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលបីជួយធានានៅប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នេះគឺសូមអរគុណណាស់ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានដោយអាដាមនេតប្រាបានផ្សាយសេរីភាពនៅក្នុងការបោះពំផ្សាយសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិដោយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការធានានៅបរិយាកាសបើកទូលាយ ការប្រកបវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងសោទស្សនកម្មវិជាតាមរយៈការធានាការគោរពសិទ្ធគ្មានការរើសអើងគ្មានការគំរាមនិងមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយជាមួយនឹងការរីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីធានានៅវិសាលភាពនៃការផ្សាយគ្រប់ដណ្ដប់បានទៅលុទូទាំងប្រទេសឲ្យបានលឿនរហ័សទៅមានគុណភាពខ្ពស់ទន្ទឹមនឹងការវិវត្តឥតឈប់ឈរនេះយើងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលចាំបាច់ត្រូវកំណត់ចាក់វិធានការទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងបច្ចេកទេសជាបន្តបន្ទាប់ដោយដែលឯកឧត្តមនាយកភត្រាបានលើកបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់តកតងនឹងកង្វះខាតនៃការបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យព័ត៌មាននិងសារ
ងហៅថា AI ដែលកំពុងជ្រៀតចូលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានទាំងសត្វទូទី3ការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកបណ្ដាញសង្គមនឹងបង្កឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនរួមទាំងព័ត៌មានคล้ายๆបំភ្លេចការពិតបំពល់សង្គមនឹងធ្វើឲ្យមានគេថាការបែកបាក់អរិភាពការបែកបាក់សង្គមជាតិដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជំនឿសាសនារបស់ពធជាដើមទី4ការតម្រូវការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងសមស្របតាមការរីកចម្រើននៃផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងនិមាបណកម្មពិភពលោកទី5ការបិទអាជីវកម្មរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងបែបប្រពៃណីបែបទំនើបមួយចំនួនដោយសារវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងកង្វះគុណភាពផលិតផ្សេងផ្សេងទី5ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននិងបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកជំនាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៅមានកម្រិតនិងចាំបាច់ត្រូវការអភិវឌ្ឍបន្ថែមចំណុចតែឯកឧត្តមបេត្រាបានលើកហើយទី
ពពលគឺការបំពេញក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានរបស់អង្គភាពនិងអ្នកសាព័ត៌មានបុយចំនួនដែលបង្កឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងវិស័យសាព័ត៌មាននិងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សង្គមចំណុចនេះខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចថាក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អង្គភាពសាព័ត៌មានដឹងអ្នកសាព័ត៌មានគឺសំខាន់ណាស់យើងរៀបចំក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីអី ដើម្បីបង្កើតនឹងរក្សាតម្លៃនៃវិជ្ជាជីវៈបន្តជាពេទ្យបន្តជាអ្នកកសែតបន្តជាវិស្វករសុទ្ធតែមានក្រមសីលធម៌ទាំងអស់ហើយមិនមែនមានតែក្នុងពត្រីជាណាចក្រកម្ពុជាទេគឺក្រមប្រតិបត្តិគឺមានគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីពុជំនាញមួយមួយខុសគ្នាការទទួលខុសត្រូវខុសគ្នាសិទ្ធិសេរីភាពខុសគ្នាចឹងវាទាមទារឲ្យមានបទដ្ឋានមួយមានព្រំដែនមួយ ដើម្បីយើងអាចដឹងថាលំហនៃសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងធ្វើដល់ណាទទួលខុសត្រូវអីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអ្នកដទៃឬប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងសន្តិសុខសង្គមការរៀបចំក្រមសីលធម៌ព័ត៌មាននេះគឺដូចគ្នាអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាប្រតិបត្តិករសំខាន់ណាស់ ក្នុងវិស័យព័ត៌មានកិច្ចការងារទាំងអស់នេះគឺត្រូវចាំបាច់ថែរក្សាដោយអង្គភាពព័ត៌មាននិងស្ថាប័នព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានផ្ទាល់តែម្ដងអាជីពណាត្រូវតែអ្នកនុងស្រឡាញ់តម្លៃនៃអាជីពមួយមួយគឺពីណាអ្នកឲ្យតម្លៃគឺមហាជនប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយ ប៉ុន្តែវាផ្ដើមចេញធំជាងគេបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់លើកម្ដងកាលពីបច្ចុប្បន្នគឺទាល់តែអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងស្រឡាញ់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវៈនឹងឲ្យតម្លៃនៅវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានខ្លួនឯងទើបជាមូលដ្ឋានរឹងមាំឲ្យតម្លៃតាមណាឲ្យតម្លៃតាមប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមក្រមសីលធម៌ នឹងការទទួលខុសត្រូវអាជីពរបស់យើងដើម្បីយើងคลายទៅជាប្រភពមួយជាអំណាចអ្នកប្រតិបត្តិនៃអំណាចទី4មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាអាចទុកចិត្តបាននេះគឺជាការពិតបើសិនជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានហើយអ្នកសារព័ត៌មានយើងគេហៅអនុវត្ត freestyle ស្អីក៏ទៅនោះហើយនឹងបាត់នៅតម្លៃបើន័យថាអត់មានពីណា ទទួលស្គាល់អត់មានពីណាដឹងថាតើព័ត៌មាននេះយកជាការបានឬទេតើស្អីទៅជាការពិតស្អីដែលជាមិនការពិតដល់ទីបំផុតគឺបាត់តម្លៃទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសារព័ត៌មានរបស់យើងបានរីកចម្រើនខ្លាំងអ្នកសារព័ត៌មានយើងច្រើនមិនតាមទិន្នន័យអ្នកចោះឈ្មោះនិងអ្នកមិនចោះឈ្មោះចិត្តដល់1000 10000នាក់នោះក្នុងនោះភាគច្រើនណាស់គឺបានធ្វើការល្អ ភាគច្រើនគឺបានប្រព្រឹត្តតាមក្រមសីលធម៌អនុវត្តដោយទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែពេលជាមួយគ្នាក៏មានករណីមួយចំនួនតូចអង្គភាពសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនខ្ញុំអាចសារបានទទួលព័ត៌មានឲ្យពេលខ្លះត្រូវទៅជួយដោះផងដោះរឿងអីកន្លែងខ្លះគឺការបង្កើតព័ត៌មានឬមួយការយកព័ត៌មានមួយជាថ្នូ ប្រជាអាចបងប្អូនបាច់ដឹងចង់ឲ្យខ្ញុំចុះឬមិនឲ្យចុះប៉ះពាល់កិត្តិយសឬមួយក៏ឲ្យផលប្រយោជន៍ខ្ញុំតើនេះជាការប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវឬទេបែបនេះគឺខុសតែស្រុងទី1បើដឹងរឿងហើយទៅជួយលាក់ព័ត៌មានស្មើនឹងសុំកលុំបើឬពិត ទី2បើសិនជាបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆដើម្បីទៅគៀបគេអានឹងកាន់តែខុសច្បាប់ទៅទៀតមានតែយើងត្រូវរួមគ្នាជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានតែម្ដងដើម្បីថែរក្សាតម្លៃរួមរបស់វិស័យព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់អ្នកមួយចំនួនតូចកុំឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តបែបនេះនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ខ្ញុំ ជាអ្នកជឿថាធ្វើអីមួយត្រូវតែមានការចូលរួមដើម្បីរក្សាតម្លៃក្រមសីលធម៌នៃ
សាសាព័ត៌មានរាប់ពឺនអ្នកមិនអាចក្រសួងព័ត៌មានចាត់មន្ត្រីដើរចាប់ឬមួយប៉លីសឬមួយស្អីតើតាមានគេផ្ដឹកដើរនោះទេវាត្រូវការបងប្អូនចិត្តមួយម៉ឺនអ្នកនៅដើម្បីរួមគ្នាថែរក្សាស្អីដែលជាតម្លៃរបស់យើងបើសិនជាមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងវិស័យសាព័ត៌មានផ្ទាល់តែម្ដង ដើម្បីយើងលះបង់នៅអ្វីដែលភាពអ្វីជំនាញនឹងដើម្បីមករួមគ្នាទៅយកកិច្ចការងារដោយស្មោះត្រង់ហើយនេះគឺជាកិច្ចការធំណាស់រដ្ឋត្រូវតែមានច្បាប់ត្រូវតែមានបទដ្ឋាគតិយុត្តជាតម្រងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឃើញថាអ្វីត្រូវតែរដ្ឋដាក់គោលការណ៍នោះទេអ្វីត្រូវតែមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ប៉ូលីសឬមួយក៏ឈានទៅដល់ការប្តឹងប្តល់គ្នានៅតុលាការនេះមិនមែនជាការ ថែរក្សាតម្លៃនៃសារព័ត៌មានឬបរិស្ថានព័ត៌មានយើងល្អទេនេះគឺជាអ្វីដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាទី2ការផ្សព្វផ្សាយ live មួយចំនួនខ្ញុំសូមឲ្យមើលកន្លែងខ្លះវារឿងស្អីជាការខ្មាស់អៀនដល់យើងទៅវាអត់បានបិទបុកបិទអីគ្នាខ្វះហើយរឿងហ្នឹងចង្កាល់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅដល់ស្ត្រីបាទចង្កាល់រឿងគាត់ពាក់ព័ន្ធស្អីមួយដែលគេបាទដាក់អាហ្នឹងទៅវាឃើញវាធ្វើឲ្យមកជីវិតគ្នានឹងវាត្រូវបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យមានការណែនាំបើ ទូរទស្សន៍ស្ថាប័នបច្ចុប្បន្នទីហោះឃើញរូបកន្លែងខ្លះវាអណោយអធមដែរដូចគេមុនរូបគេឯណាធ្វើឃីតធ្វើឯណោះឲ្យរហូតទៅដល់មានអាកកអីយើងដាក់អាហ្នឹងវាជាការគោរពទៅដល់គ្រូសាស្ត្រសពផងពេលខ្លះខ្ញុំដឹងថាបច្ចេកវិទ្យាពេលខ្លះពិបាកធ្វើបងប្អូនទៅថតឡាយគេលោវាអត់មានអីបើដាក់យកមកទូរទស្សន៍គេអាចដាក់អាប់លឺទៅអីប៉ុន្តែយើងមើលរបៀបថតអីកម្រិតណា បាទអចាំបាច់ទៅចិត្តនឹងឬមួយក៏អីឬពីឆ្ងាយដើម្បីឲ្យដឹងគ្រាន់តែដឹងសាច់រឿងទៅប៉ុន្តែកម្រិតតាមួយខ្ញុំគិតថាគួរណែនាំមានក្រមសីលធម៌រួមគ្នាធ្វើជាការគោរពសិទ្ធិគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពួកគេយើងអចាំបាច់ចាំទៅដល់ថតមុខកន្លែងនឹងគៀកមិនទេយើងគ្រាន់តែទៀតទិដ្ឋភាពដើម្បីឲ្យដឹងថាមានការស្លាប់រូបភាពការ យំស្រែកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសូមអោយក្រសួងព័ត៌មានពិនិត្យមើលដើម្បីធ្វើការពិនិត្យជាមួយក្លឹបអ្នកកសែជាមួយសមាគមផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឃើញមានការបរិសុទ្ធបាទព្រោះអញ្ចឹងវាឥឡូវដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាវិមជ្ឈការនៃលទ្ធភាពជាអ្នកកសែនោះវាបកកនៅបញ្ហាវិជ្ជាជនដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលដើម្បីធានានូវសិទ្ធិសេរីភាពបងប្អូនក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលឿនរហ័សប៉ុន្តែពេលជាមួយគ្នាក៏ត្រូវមានតុល
Ấp chọp rương mấy dây hướng cơ thân ạ chả tốt khiếp sông lương bẩn tích ở rương thì tế đại bộ đồ biến ai chúi. Thì mùi ở lời ở rương sông vẫn đứng đôi chả hơn bọc ấy đề. Khiếp sông ai đòm sọ thết. Ôi bẩn đất mơ bằng rương lang vinh ca trút bẩn đất. Chết ạ con chết ấy. Bà lang vinh vừa nâng. Sau đưa tự cảm ra thì họ ở rừng xây ngày một đây. Nhưng mưa đang ngày ọt miên bị na chong thế. Xong bầy nẹ bao con mình chong đây. Phần tay ảnh năng với khổng luôn. Chẳng tới thưa mấy tốt ảnh năng không ai về châu luôn. Thấy tự bao bó đã ọt biệt vậy. Bộ rừng cho bác bộ rừng ca trụt bình đất ảnh năng. Bình đất mưa. Mà hà chôn tới châu rùm xong bầy luôn tay vào đó đôi khi đi. Chữ ca xong bầy sau mà chắc mà nè đại bát băng đòi xa bài đi cứ ngày bốn cây lá cò vui thôi miền là na cốt phù ở lâu dương cao cái lấy ở chơi thì thật ta là tập hiệp giống mày bát mà nè nâng cái phần ai cao cái lấy nó không dùng non dễ thế à dùng non cứ cá đó sẽ ray sầm rọp sầm rùa kia hơi cá phải chôm một chỗ bàn tay chỉ vật mà được bốn nè ngày bốn đòn mưa tơ sơ tận nè không phần hiền nè khắc cru sa cây cỏ anh ta cốt quen chứ ngay dương sầm vậy na hơi cứ thân nặng thôm rồi bao nhiêu cái lời cứ hưởng cứ thân nặng chả ra cho được ai
Slap chân chân có bay có minh chân sông bần đất bơ. Hãy chỉ biết say dương an ở vật nữ vị thiên cho bắp dương biệt hải nhưng còn an ở vật bộ rừng đã cao vị thiên ca chay anh ấy bàn phần đất mơn tích đã bay chưa bà phần thế đặt như tại vị thi giang na đã bay ở nghệ sụn bà còn mọi bậc cao ba nhà hấp sinh sinh tại dương thử ca pì từ lứa cách ca gì đi hãy tiếp khi chúng kết tập sa po được biến bao dương cả ai chưa rung phong đài được đồng cáp sắp sai ấp rung mọi bị chỉ chốt đằng, vô làm pí, Paul bắt Paul, người cả prà cực yên, prà cực sự vắng bao bói đi. Ngày muốn khi mà chia bị kéo mà phim mà ai đâm nết bẹt ra. Hôm sai bên đây chỉ cam mối bàn tay về tự miền phổng đây anh đây. Khi mà bẹp, dẹp từ nơi nơi khuyên cái bánh mà ai lăng lưu về thì cả quá phật nơi lưu nó ọt đi. Chụp phim. Đấy nhau ai đâm nết bẹt ra hai tôi hỏi bắt đọ phim. Chụp ai biết thì ngày muốn ban phải chôm hơi cho mỗi giờ ta đi tuột tu cửa lời ham áp sai bất ba nó hứa vui phật tế đã pia ấp rôm cho buổi phật bật hạ bạc bó thập vấn công bạc bó dạy dạy trật tử phật tế à hướng đi à hướng làm vay bốc ấy hai bà đưa thật qua phật có ấy ở đây xong ai giờ ta đi tuột tu thật ốc cứ chụp ai thư đó được bà hai bị thi can này ấy từ qua ấy là miền bắc chop cam bị thi từ hộp ấy restaurant tay tôi buổi bật phe ốp cho phần công lang qua ấy là lư live tv vừa đâu về phe pon từng đường ra bia hai kịp kết tha cầm hộp ra bia bờ mình ban hai mình nuôi từ qua là lư nâng co mình miền bị thi xây trong cà thơ về đây chỉ cam đây quát tại chúng ta phải đất bước tha sẽ cảm một phép ấy dạng ná đại vì lưu phụng đại thầy chịp sẽ cảm sắp sai tam tuần tuốt đại bà đứng rộp mơ được trong cảm vị thi là bây bây concert hay này ấy chẳng cứ xong bạn đã hỏi bọn bà chia cái đó chúng tôi nơi bà răng nơi ná này nơi bà răng hay bí đò nơi ná mùi tiết ở trên kéo bà tết đáp bàn ta tam đang ngồi rung mỏ áo chú chẳng cứ ngày muốn bán bà chung chú môi nâng sẽ thả ní tu rồi tu có bán ai cái phép kia thì lưu vào bán chụp đổi tế chẳng có sống ở con đó sẽ thả ní tu đã châu rùm đám bây sẽ hạ ca kia phụ dưỡng chưa bà bán sắp xài bà rà biến cổ rút bài bán trở kích nấu content đã dương thật xài khlâm xa đã dương thật xài rút phép đã dương thật xài chẳng cứ cả này ní cứ sẵn không thả được châu rùm đám bây ai bóng ôm miền ca tu không thở ra phụ dương sau sẽ đại na à rừng cột thân nạn này và hãy chỉ biết say rừng cột thân nạn trở lại cho bỏ dương hãy nơi ta mà đã khai mà chỉ đốn công biến trở lại mình tận đời thì được mình chỉ biết say nơi pleasure đại thứ hai là bướm lướt đấy pleasure lịch phèm pleasure đấy và là pleasure căn từ lướt chứ pleasure căn từ rốt chứ căn từ lướt thứ thân nạn chẳng còn biến bài già hay cả lãnh khách bởi xin chỉ tranh bí vị thi ca vị thi ấy đứng màu riêng tô phong phá lâu mùi chi phá lâu mùi xe màn đọc phá lâu bí đứng mùi phá lâu mùi chi mà nè ai chứ cứ phá bà anh chân cứ khiêm xông chạp ở rõm chùm đoạch đi bí rướng cơ rõm xây là thố nâng ca tự tuôn khó trâu rồi bỏ nẹ xa bỏ rồi biến bỏ dưỡng nâng ca chui khí hay chùm khơi nâng khá nông phải nâng cao bọc xuống cứ phiếp cho đại cư này xong khát á. Và phiếp cho đại cư đã khiêm dễ dàng, phiếp cho đại cư đảm bây ruông khá nha, phụng rừng, nâu ạ chìm, nâu vị chìa chìa vẹn. Cứ ạ sáy tử lứ, cá, ruông khá nha, tàng ọc nha. Hạ chìm bí xế, cứ bóng ổn được cái đồng vị xây đi, tại bà đó. Đồng bây chạy lại tốt tới nâng bài nhà đại bà chôm đại ca lớn chênh bì ca vi vót nâng bà chạy của chia digital nâng khăn ông bì xây bỏ rồi biến bồm tiên xâm rạp đồng rong tư ca riêp chôm côn như bài dô tà xa vì xây cả bỏ rồi biến nâng sao tu rì dạp bê khá lấy bà chôm nâng rì dạp bê vên đồng bây chô ruông an vót ở bàn chốt chê
នៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ៍ដំណាក់កាលទី1ខ្ញុំសូមជូនជារសាសពុយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1ដោយសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្រសួងព័ត៌មានត្រូវរៀបចំវិធានការច្បាប់ដើម្បីបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងលើកកម្ពស់គុណភាពការផ្សាយនិងសំណាប់ធ្នាប់ក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានរួមទាំងការពិនិត្យឡើង លើវិញលើច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដែលមានវ័យចំណាស់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តរបស់សង្គមទី2ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងព័ត៌មានសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរៀបចំក្របក្រមស្តង់ដារប្រតិបត្តិក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានជាតិដែលជាធម្មនុញ្ញសារព័ត៌មានមួយសម្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន សម្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់និងអនុវត្តចំណុចនេះខ្ញុំសូមគាំទ្រចំពោះទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំង5របស់ក្រសួងដែលដាក់ចេញលើក្រុមឯកសារដែលដាក់បោយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រទាំង5នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទំនើបកម្មស្ថាប័នការពង្រឹងបទប្រឋានបច្ចេកទេសរៀបចំអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរៀបចំប្រព័ន្ធនិងយន្តការគ្រប់គ្រងលំហព័ត៌មានដែលមានបទដ្ឋានគតិយុត្ត ត្រឹមត្រូវនិងស្របតាមច្បាប់នៅមកការភាពជាដៃគូដោយបរិយាបន្ន័យស័ក្តិហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាកន្លងទៅឲ្យតែយើងនិយាយអំពីបទដ្ឋានរៀបចំច្បាប់ការគ្រប់គ្រងគឺតែងតែមានទស្សនៈមួយចំនួនសង្ស័យហើយកន្លែងខ្លះរហូតដល់ចោទទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើមកដើម្បីតែបិទលំហវិជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធព័ត៌មានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ ច្បាប់នៅគ្រប់ប្រទេសវិតៃតាបៀនហើយខ្ញុំរស់នៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយូរឆ្នាំមកហើយប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសុពលភាពនិងមានភាពធន់នៅនិរន្តរភាពគឺមូលដ្ឋានច្បាប់គឺជាគោលប្រជាធិបតេយ្យអត់មានច្បាប់គេហៅថាអាណាធិបតេយ្យភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំធ្លាប់លើក ដ្មិនច្បាប់គេហៅ democracy ពាក្យនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយហើយតាមពិតការចេញច្បាប់ដើម្បីអីមិនមែនដើម្បីបិទសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែគឺផ្ទុយទៅវិញគឺដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មានការពារអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការពារតម្លៃរបស់ខ្លួនទៅវិញ បើគាត់ធ្វើអីមួយគេចោទប្រកាន់គាត់មានច្បាប់ការពារបើគាត់អនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌និងត្រឹមច្បាប់របស់គាត់នេះគឺជាការពារសិទ្ធិសេរីភាពរងមាំទៅវិញទេដោយសារច្បាប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទបើសិនជាអត់មានច្បាប់អត់មានច្បាប់គឺប្រតិកលាគ្នាមិនដឹងគឺវាយគ្នាពេញទឹកមិនដឹងកន្លែងណាដែលព្រំដែនសិទ្ធិអ្នកណាអ្នកណាជន់គ្នាពេញទឹកសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនត្រូវបានការពារ ផ្ទុយទៅវិញយើងមានច្បាប់ដើម្បីរៀបចំលំហនៃសិទ្ធិសេរីភាពនៅបន្ទាត់ព្រំដែនដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើយើងមានសិទ្ធិអីកាតព្វកិច្ចអីធ្វើយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនលំបាកនៅក្នុងការព្រួយបារម្ភថាតើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់យ៉ាងណាតើអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិចូលផ្ទះខ្ញុំយកព័ត៌មានដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទេតើអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិថត ខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំដោយសិទ្ធិសេរីភាពឯកជនរបស់ខ្ញុំពួកគ្រួសារទេនេះគឺជាសម្ដួដែលត្រូវឆ្លើយនៅក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់និងក្របខណ្ឌគតិយុត្តដើម្បីយើងបញ្ជាក់ឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងអញ្ចឹងច្បាប់មិនមែនសម្រាប់ដាក់សិទ្ធិសេរីភាពបិទសិទ្ធិសេរីភាពទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការពារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យរឹងមាំសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកកសែតនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ច្បាប់ដើម្បីឲ្យព័ត៌មានប្រព័ន្ធព័ត៌មានមានការទទួលខុសត្រូវនិងជាព័ត៌មានមួយដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់ចង់បានបើសិនជាមើលព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរយើងប្រកាសជាថាអាចទុកចិត្តបានពលរដ្ឋច្រើនដែលមានអ្នកដែលចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរួមព្រឹត្តិកម្មគាត់អភិវឌ្ឍតាមក្រមនេះហើយអញ្ចឹងជឿ 90-80%បើសិនជាអត់មានទេពីណាចេញស្អីមកក៏ចេះតែទៅអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគេលែង ជឿទៅហើយហើយវាច្បូកច្បាស់បាទវាជាច្បូកច្បាស់ព្រឹកមិញនេះខ្ញុំអាដាមពេញពូនីរុញឲ្យខ្ញុំមួយ
rương tay phương bác lửa đầy. Phong phụ nà vai dự kênh lửa TikTok. Tay phương bác cắt lửa xa mùi. Hay miên track bác kê chẳng kịp bác góp cho năm hồi. Bọn tay nẹ thọt nâng có thọt mơ tới vì ọt khơi. Khơi đôi bác lửa đầy. Chẳng đã tới vì chưa bỏ rốt dưỡng chạp bác đám chứng ngó. Phây mong thật chung sọc mẹ mẹ tay phương bác lửa đầy mình bọc kinh ngó bác. Tam phết vì ọt chân, nì hài xích bà bà chìa bà rốt. Cót cháp đám phủi bà rôm thăm mạch đó thật ra đừng thay. Tam phết vì ọt phết xó. Còn tại tì hó tui bùi bà bật đây. Bà xinh chìa kẹp sai bò rồi biên biên cọm hai bà chìa. Nẹ thót bà cót chìa đừng thay bình chân hai. Miên trạc miên đầy hai. Mình ai tư thót là biếp đừng hai phép thá. Tại phương ọt nằm bây bàn like bàn view đủ tì. Bà nì cứ chìa xích bà bà chìa bà rốt không cá tư hay lịch thi bị chia thập tay bôi đại bị chia chôn chia mà chia thử đại thử ca trăm bách thử đăng ở vây đại ca lang trung vinh luôn quát ở vây ca lang khổ bệnh quát trăm bách thử ban po ở biển sự kết đi chẳng ca phùng rừng cầm say là thua cả đôi chia bát than cả tay dứt làm bay thân ni thả ông gặp phiêu sa po ở biển đang mình đang po ở biển dương propret đang ăn ở vót ba bọc luôn được không cầm môi để ai tục chặt bàn đi cứ chia sứt ca phía sứt thôm na rồi bỏ chia phật bỏ dương đi cứ chia ca phật sức nực nấu cá từ tua po làm biến bọt chia bọt rót đòi sực rết đòi cướp chung kroi mình chăm bay bả lại anh đang rương phần thân bản thân chỉ chấp bắt đầu từ bậc ca po làm biến khai khai về rương vay cặp chạ kia em xem xin ở miền ca song sắp cho lao ni cứ chỉ bảy nhà của thân thùng hay ni hai đại AI chấp bắt đầu miền bảy nhà hai cướp bật tê từ oh lâu từ đó miền ca kết cu chỉ gặp khăn ăn trả chia đôi trời phụ AI về vì vót mũi tiền về vì vót mũi tiền vì thua ai mà nu, bị chạy cái chia cam muốn tầm thì vô sẽ lên khai khai vô mà đã à lấy thưa hữu thưa ấy ao giấy hữu ấy bông po đặc biệt chạy tay bận đó, hãy ní cứ chỉ cứ thân nặng thôm na, sầm rạp chết bao nhiêu, sầm rạp sẽ có lúc sầm rạp thì chết, còn tay AI mình mới nặng cọ từng ó thì AI cứ viên đang bắt đầu là tham vào pull thay mấy, bật sắt tiếp mấy, bật lật tiếp mấy, không cá thưa cá gì, dương mình ai ham chào thì đôi dương mình hay ham internet ham facebook ham vậy đấy. Còn tay dương trâu prapra quá đập bay bớt tập tiếp đừng cả tôi có trâu tập bớt đấy. Chẳng cả điệp chấm bớt tập than cái tay nhớ hay kết bao mưa bốn đi cùng rút tam cù thử cào một cù mà đó kết từ AI alternate thì bị mạo hỏi mà đo dương hỏi vừa lớn đập bay dương đã vẫn toát đập bay ai đăng cả cục gì hay AI mình men trâm tay về sai po để biến cứ viết bầm ráo nơi cướp bị sai thật oh chẳng cứ trời biến cả cướp rồi hay này hay cứ chia quay đại kết ca tầm khăn đại chấm xong còn tro hay xong bàn to vừa từ thiên từ lơ kết ca cái đi hay còn long tư xuất ra tiếp nơi không ca bầm pin ca ghi rồi bỏ nhạc cả sai bỏ dương cứ trâu ban vô cho tập đại ta cứ dừng lơ tất chất bom ôn làm bài vừa kết ca nghe đi po để biến bớt còn lòng tới ca ca phía xây 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 bây tại sập đại địa chú còn miên mê TV ba lúc bán ca phía nè cả sai đại dương nâng phần đất mơ crop khăn ca phía và to tiết đại dương ai thôi bán đồng bấy ca phía sức nâng lương tất chất nâng không ca và bật ca gì còn tay mình ca phía nè khôi tì ca phía nè đây là anh vật trâm trời tam crom xây lật thô ca phía nè đây pra ông nay tí buôn bọc luôn đồng bấy chơi sự cục chết bệnh bệnh bọc bộ sự cục chết cái ca thằng oni đi đào thảo bảo nâng bàn to vô chất tục đại to từ thiên cô ca đại miên pi bốn máu dựng nâng bàn to dựng nâng kết cụ âm pi crop khăn và to tiết làm bảy chuối đào bảo vốn nâng không cái ca cái đi hãy phep chữ đại cụ nâng không đi đào thảo bảo nâng vị say bỏ đặc biến chỉ bôi nâng nhẹ sao bỏ đặc biến đi cứ chăm bách thời từ thưa đào thảo bảo ở chỗ bảo vốn thôi chia sẻ từ thì dựng chữ đại cụ bát tê ni bát tê dựng luôn nơi tầng ngõ đi bỏ ra miền khi ông có thử cá đấy. Mình ta phải chia bỏ rốt, mình ta nhạc ra đây. Xong bây ta phải mục đoàn thả báo có thử cá bỏ ra miền. Ai lươn, ai sụt rớt đấy. Hãy được khi ông giấy, khi ông đoàn sẵn ai bánh hà mà cả cục, nó lươn đi. Ngày môn môn kê ta bố. Thường tay tăng. Mê bỏ mùi nơi. Cô bông thông chú lọc vào hông cháy background ở chú bán không. Phải chia bỏ rốt bỏ ta cám, tay lăng đó cho học liệp. Đảm bây cũng ai về đi, phụ chung ca, ca nghe dương bên lọt cho thì. Rì rõ tha bị bà, không biết rì rõ tha bà nà lọt cho hai chìa. Cái hai chìa prea rù thì. Thật đang sọp đang cực rù thì.
គោលការណ៍ដែលយើងដាក់ចេញយើងត្រូវតាមដានទ្រុតពិនិត្យពេលខ្លះត្រូវការការផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈបញ្ជាបាយផ្សេងផ្សេងបាទអាជីវិស័យអង្គភាពសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវជួយចូលរួមចំពោះជាដៃគូនេះសំខាន់ណាស់បាទបង្កើតការទុកចិត្តនិងបង្កើតការជួយយកអាសាគ្នាអ្នកសារព័ត៌មានជួយអាសារាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការជួយកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលច្រឡោះប្រហោងក្រានពេកតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលឿនដើម្បីយើងចាប់វិធានការអស់
ហើយបានចេញមកចឹងទៅសាព័ត៌មានចេញមកបានឲ្យខេត្តចេញព័ត៌មានបំភ្លឺភ្លាមថារឿងនេះរឿងគេដោះចប់យ៉ាងណាជាបរិបទក៏គាត់ចង់ដឹងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រឯការពង្រឹងទាំងអស់នេះគឺត្រូវរួមគ្នាហើយយុទ្ធសាស្ត្រទាំង 5 របស់ក្រសួងដែលដាក់ចេញគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កសាងនៅផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយសម្រាប់យើងអភិវឌ្ឍពង្រឹងរបស់យើង ផែនការសកម្មភាពផ្សេងៗគឺធ្វើទៅតាមទស្សនៈកតប្រាប់ដែរបាទហើយនេះគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើក្នុងការកំណែតម្រង់ពង្រឹងស្ថាប័នពង្រឹងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានចែកចាយព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសុក្រិតដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងប្អូនទៅលើមូលដ្ឋានជាក់លាក់នៅក្នុងការធ្វើការ ពជាពលរដ្ឋយើងមានភាពជឿទុកចិត្តកក់ក្តៅទៅលើអ្វីដែលគាត់អាចទទួលបានដោយមិនឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចដោយមិនចាំបាច់តាមរយៈការបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងៗឬការបង្កើតអារិភាពផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើចំណុចទី3ក្រសួងព័ត៌មាន ដោយសហការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណៈមតិនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវតាមដាននិងវាយតម្លៃជាប់ជាប្រចាំនៅព័ត៌មាននៅបានផ្សព្វផ្សាយបំភ្លឺបំភ្លឺបំភ័រនិងត្រូវឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សង្គមជាតិនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះក្រសួងស្ថាប័នក៏ដូចជាអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តចំនួនបានធ្វើការងារលឿនប៉ុន្តែមិនទាន់ស្មើ
nó lư cái sai po ở biên nâng trái trái bay bốn ngày hai ban từ lẽ từ ao ban chấp làm ru rồi vơ cái lời chăm chong cái lời áp ba đi từ đi khét máu từ ở đây bà sống prapra mình ti po ở biên bao nhiêu chiết sinh nát cả po ở biên cái xuống po ở biên mình ti po ở biên cùng ao đá tua nửa ti tay chân nẹp bầm bồn thằng trái trái po ở biên đá tua nửa ti chiết nẹp thơ ca nghĩa xa thiên nạ mặt tệ bà bồ rê sa cam cùng chăm bách việc tu khang hai bàn chân tới phần lốt cá đó dễ về miền đồng nạ ca cùng bắp láng đó thân nạ chiết đã láng vì thân nạ nạc đó bắt đó mình phát chăm láng mà lử cách ca nghĩa khi thời xung cảnh cái xuống giá bán đi bôi đôi kia cách ca ấy đây bằng chứ bác cứ dơ mà chắc ca nó không cạp sọp sai bóng phư tại bắt đó tới à vậy đại chúng ba do máu cai dầm ruột liền nếu cứ chỉ do nước cá đại dầm khăn sa thiên nạp tệ bồ đề sa cam hai trâu sắp sai nở vậy để dựng thưa phong khiom để dây chia ra lược ai cọ lòng tới còn biên ca lược chúng ba hay riệp chom cho nước cá chia ra à lời dựng riệp chom cái nã cam ca dầm rọp dầm ruột cái ca po biến được sa thiên nạp tệ để đón soi chia đặc nổm nơi thân chiết tam mật đa cái xuông hay thân khai ở bên bờ đầm bay như thưa ca kia vậy, khát mùi mùi thưa chưa ra nè, mình đại bảy hà tập chọn chân kế cứ dương mình sâu sai nè vậy, hay sai hơi, ắt chế, phía chọn cái hai thà ập sai po miền trâu, bờ sân po miền ở với chỉ miền cái che cho tôi với shop cho ai mà nước tiệt tiền, tập po miền bị miền dương ắt sai che với shop thì, và chúng không kết tha hai cái bối khiêm ban ao câu cá đã bay bật đất bừa được không khai bôi bôi cua tại biển mình ti po ở biển chỉ nhẹ sinh ra được cá được không cá vô được cá thì mẹ sập sai ấy hơi bật tay cua tại biển cầm mũi tâu thì mẹ chưa sinh ra được cá ấy áp ba đi thì khai thì mẹ thơ cái cá kia đừng chưng chùm liền hay cái xuống bà thì mẹ thơ cái cá kia đừng bà cảm ơn cái xuống bạn than cái thơ cá lõ chùm mũi đứng áp sara thơ cá kia nhưng miền một số bài chưa ra bật đất bừa có bao nhiêu cái khơi mà ngay
ហើយរឿងសាធារណមតិគឺជារឿងធ្វើជាប្រចាំរឿងធ្វើជាប្រចាំយើងធ្វើល្អតែបិទផ្សាយជាប្រវត្តិអត់ដឹងទេតែបញ្ហាអ្វីជាមានគេដឹងដល់យូរទៅគេឃើញតែអ្វីជាមានដែលផ្សាយយូរទៅបោកសរុបអ្វីដែលប្រជាជនទូបាឃើញតែអ្វីជាមានទាំងអស់ ផ្នែកមើលឃើញទៅជាស្ដាប់ឮជាប្រចាំចូលទៅដល់ខួរក្បាលកាត់កាល់កលេហើយបានចូលមកបេះដូងថាឆ្លៃបិទឆ្លៃកុំឲ្យបេះដូងគេប្រែពោះឲ្យបានពិបាកទៅរកចាប់មកវិញពិបាកបេះដូងត្រូវនៅជាមួយយើងខេតទីមួយស្រុកទីមួយឃុំទីមួយពួកអាជ្ញាធរយើងបោះប្អូនខំប្រឹងធ្វើច្រើនដាស់សុពលភពគួរតែផ្សព្វផ្សាយរំលឹកគិតតែផ្លូវមកខ្សែនៅក្នុងឃុំនឹងឲ្យតែអ្នកឃុំនឹងដឹងបានហើយ អ្នកគុំផ្សេងទៀតអត់ចាំបាច់ដឹងឯងខ្លាចគេច្នៃអត់ទេផ្សាយទៅឲ្យដឹងថានៅក្នុងស្រុកយើងទោះបីជាគុំនឹងមិនទាន់បានក៏រដ្ឋាភិបាលយើងបានខិតខំធ្វើបានច្រើនហើយដែរអានឹងវិញអញ្ចឹងសមិទ្ធផលធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ថាវិការបញ្ហាយើងដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់តម្លាភាពនៃព័ត៌មានយើងចែកឲ្យគាត់ដឹងឲ្យគាត់លើចឹងខ្ញុំសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលរាជធានីខេត្តសូមសហការ ជាខ្ញុំសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលរាជធានីខេត្តសូមសហការជាមួយនឹងឯកឧត្តមគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណៈបតីជាមួយក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីយើងធ្វើការងាររៀបចំយន្តការនេះសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ណាស់យើងមានឱកាស 5 ឆ្នាំដើម្បីប្រមូលបម្រើប្រជាជនដើម្បីប្រមូលនៅ ព័ត៌មាននិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋគួរឲ្យគាត់ដឹងហើយកិច្ចការងារនេះខ្ញុំសូមមិនមែនតែថ្នាក់ជាតិមិនមែនតែក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈកម្មការសម្របសម្រួលសាធារណៈព័ត៌មាននិងសាធារណៈទេសូមឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រប់ទាំងអស់ហើយជាពិសេសរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអាជ្ញាធរដែនដី ដែលមានមន្ទីរព័ត៌មានសូមយកចិត្តទុកដាក់លើកទឹកចិត្តដល់មន្ទីរព័ត៌មានក្នុងការធ្វើការងារនេះថាវិការវិមជ្ឈការយើងវិមជ្ឈការទៅច្រើនហើយគិតគូរចាយទៅលើអ្វីដែលសំខាន់ហើយជាពិសេសការងារព័ត៌មាននេះគួរឲ្យអតិភិបមួយក្នុងចំណោមអតិភិបផ្សេងៗពួកខំប្រឹងធ្វើចិត្តធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែបើអត់មានការផ្សព្វផ្សាយ ហើយមន្ទីរព័ត៌មានទទួលផែនការទទួលកិច្ចការធ្វើពលរដ្ឋការងារទាំងអស់គ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្រុមខេត្តគឺខេត្តជាអ្នកផ្សាយនៅថ្នាក់ជាតិពិតមានក្រសួងមួយផ្សាយប៉ុន្តែក្រុមជាតិគឺមានម្នាក់ហ្នឹងមន្ទីរសាធារណការគាំទ្រផ្លូវក៏មកឲ្យខេត្តផ្សាយដែរមិនចាំបាច់មន្ទីរមួយមានអ្នកសារអ្នកនាំពាក្យឬមួយអ្នក រៀងរៀងខ្លួនតែខេត្តចឹងខេត្តនឹងមន្ទីរព័ត៌មានគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងផ្សព្វផ្សាយនៅសមិទ្ធផលគ្រប់វិស័យទាំងអស់គ្រប់មន្ទីរទាំងអស់របស់ខេត្តអញ្ចឹងអ្នកដែលនាំពាក្យអ្នកដែលជួយផ្សព្វផ្សាយធ្វើការងារជួយបង្ហាញប្រជាជនដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់គ្រប់ស្ថាប័នផ្សេងថាឲ្យប្រជាជនទទួលស្គាល់គឺខាងមន្ទីរព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមថាឲ្យចោះទៅគិតមើលដើម្បីមើល structure ផ្ដល់សិទ្ធនឹងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងម៉េចដើម្បីមន្ទីរព័ត៌មានមួយមួយដើ្បីធ្វើការងារសកម្មនិងផ្ដល់លទ្ធភាពយ៉ាងណាទៅក្នុងការធ្វើការគេទេបាទអញ្ចឹងគឺការងារព័ត៌មាននេះសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ណាស់មនុស្សមានអីទៀតគឺអារម្មណ៍បាទមនុស្សមិនមែនរ៉ូបូតដែលប្រូក្រាមទេមនុស្សអារម្មណ៍បើយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការកក់ក្ដៅជាមួយរដ្ឋបាលយើងហ៎ ឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាយើងធ្វើការបម្រើគាត់រាល់ថ្ងៃបើមួយថ្ងៃគាត់ឃើញតែនៅខេត្តយើងឃើញតែមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះតើគាត់មានអារម្មណ៍ទេកក់ក្ដៅជាមួយយើងទេតែឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលខេត្តទី 1 មានដឹងទេយើងកាន់តួនាទី 4 ឆ្នាំ 8 ឆ្នាំគឺជាឱកាសសម្រាប់កសាងនៅស្នាដៃ ប៉ុន្តែស្នាដៃនេះមិនអាចតែគ្នាយើងដឹងទេត្រូវចៃប្រជាជនឲ្យមានការទុកចិត្តចូលរួមជាមួយយើងផងអញ្ចឹងការងារព័ត៌មាននេះជាពិសេសថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺសូមយកចិត្តទុកដាក់បាទពុជាកាលព័ត៌មានយើងអត់មានអីសោះគេមកប្រកាច់ឲ្យយើងអង្គុយតែឈឺក្បាលយើងអត់មានយន្តការសម្រាប់គ្របទៅវិញ
នេះជាបញ្ហាចរបាទអញ្ចឹងធ្វើទាំងការងារវិជ្ជមាននិងទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាវិជ្ជមានហើយផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលធ្វើហើយព័ត៌មានសំខាន់បាទព័ត៌មានសំខាន់គឺគាត់ជាអ្នកមាគទីងរបស់យើងហើយបាទក្រុមហ៊ុនមួយមួយដើរខ្លាំងលក់ផលិតផលខ្លាំងរើសសារមាគទីងដែរគេវិនិយោគច្រើនណាស់ទៅលើមាគទីងធីមអ្នកដើរលក់ដើរផ្សព្វផ្សាយ ចឹងកិច្ចការងារនេះខ្ញុំគិតថាម្ដងទៀតក្រសួងព័ត៌មានគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការព័ត៌មានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តសូមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកិច្ចការងារនេះហើយរៀបចំយន្តការអញ្ចឹងអត់ចំណាយច្រើនទេឬមនុស្សឲ្យត្រូវប្រហែលអ្នកដើម្បីធ្វើជាសេនាធិការផ្ទាល់ឲ្យយើងជាស្ពានរវាងយើងជាមួយនឹងមន្ត្រីជាមួយនឹងគ្រប់ស្ថាប័នអ្នកនឹងជាសេនាធិការមិនបាច់ធ្វើអីច្រើនទេធ្វើតែ
ពីបីបួនពីអ្នកអត់លំបាកទេហើយខ្ញុំគិតថាវានិយោគទៅលើអ្នកដែរ control អ្នកសម្របសម្រួលនឹងមកខែពីបីបួនពីអ្នកអត់លំបាកទេហើយមិនបាច់ឲ្យធ្វើអីទេតាមខ្ញុំព្រោះបញ្ហាក៏ឡងទៅវិញចេះជួនកាលរោអ្នកដែរប្រកែឲ្យគាត់ធ្វើការងារនឹងតែគាត់រវល់ច្រើនក៏អត់ធ្វើរោអ្នកដែលអត់សូវមានពេលតែអត់ប្រកែធ្វើក៏អត់ជឿ អញ្ចឹងបានខ្ញុំបើកច្រកខ្ញុំបើកសិទ្ធអត់ចាំបាច់ចាំមន្ត្រីក្របខណ្ឌទេបើចាំបាច់មន្ត្រីកិច្ចសន្យាដែលមានជំនាញយកមកឲ្យធ្វើក៏បានដែរការផ្ដល់សិទ្ធគឺអាស្រ័យទៅលើអភិបាលរាជធានីខេត្តព្រោះនៅជានៅក្រុមដៃជាសេនាការផ្ទាល់របស់យើងយកអ្នកជំនាញមកបាទអានឹងខ្ញុំថាយើងកំចងកលាកំថាតតទៅយកអភិបាលរងមួយឲ្យគាត់មកធ្វើអានឹង បញ្ជាក់គាត់មានអធិពលអត់ទេអធិពលយើងជាអ្នកអុយតាបាទបើគាត់ជាសេនាធិការផ្ទាល់ឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តហើយមានសិទ្ធគាត់ត្រូវការព័ត៌មានអីពីមន្ទីរណាផ្សេងផ្សេងហើយសហការជាមួយយើងអាចធ្វើបានហើយគាត់ជាអ្នកជំនាញទៀតខ្ញុំគិតថាយើងគួរប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ marketing នឹងតែម្ដងក្នុងព័ត៌មាននេះបាទហើយគេកាយសូមឲ្យអាដាមស្វ័យសិទ្ធាបាទ ពងៃមុនគាត់បានលើកច្បាប់ថាគូថាឲ្យមន្ត្រីព័ត៌មានធ្វើខ្ញុំថាមន្ត្រីព័ត៌មានត្រូវតែធ្វើហើយប៉ុន្តែត្រូវមានទីមួយទៀតដែលជាសេនាធិការសម្របសម្រួលតែម្ដងដែលជាសេនាធិការផ្ទាល់ព្រោះប្រធានទីព័ត៌មានជាងកាគាត់មានសិទ្ធទៅច្បាមលើមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតទេហើយគាត់ក៏រវល់ការងាររបស់គាត់មួយដែរអញ្ចឹងគឺមានអ្នកដែលទីមួយ 5អនុបអ្នកនាំពាក្យក៏អត់ចាំបាច់តែអ្នកនាំពាក្យទេអ្នកនាំពាក្យអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងការងារសាធារណៈមតិត្រូវកិច្ចការងារនឹងជាមួយគ្នាព្រោះអ្នកនាំពាក្យចង្កាល់ត្រឹមតែតើមានអីកើតឡើងបានយើងបញ្ចេញព័ត៌មាន ត្រូវការបំភ្លឺអីបានយើងបញ្ចេញប្រជុំអីចប់មួយបានបញ្ចេញតែអ្នកដែលធ្វើការងារសាធារណៈមតិគឺមិនបាច់ចាំមានព្រឹត្តិការណ៍ទេគឺធ្វើតែម្ដងយកអ្វីដែលមានទៅក្នុងហើយខ្ញុំគិតថាកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺកិច្ចការសំខាន់ហើយខេត្តទី1ទី4ខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការប្រឡងប្រដាំងទៅមុខទៀតគឺនឹងប្រហែលជាត្រូវរៀបចំលើសុចនាកម្មចំនួន បាទអានឹងពងឲ្យទៅទៀតហើយជាឲ្យខាងមហាផ្ទៃដើម្បីគិតគូរបើបន្តិចមើលដាក់មើលការប្រឡងប្រដាំងរបស់ខេត្តទៅលើកិច្ចការរួមទាំងការព័ត៌មានសាធារណៈមតិរបស់ពួកធ្វើច្រើនបាទបើធ្វើច្រើនយាយតិចក៏គ្រាន់បើជាងធ្វើច្រើនអត់និយាយសោះដែរហើយបើគេវិញអ្នកវាយយើងវិញអត់ធ្វើអីសោះជិះ និយាយច្រើនណាស់កុំភ្លេចថាដូចខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលចូលតាមភ្នែកអ្វីដែលចូលតាមជាញឹកញយគឺនឹងហើយជាការពិតនៅពេលដែលម្ខាងទៀតអត់មានព័ត៌មានដែលគេមើលឃើញគេស្លាប់លឺ
Chẳng môn nâng ảnh đang chỗ đó khô báo chỗ đó bê đông chặt tục rốt tà báo dương thay chỉ rốt tà báo ạ sạc cám. Nếu bê đá ảnh đăng thay dương bàn thư chả ni hai chứ bánh hà rồi bỏ dương để đau dư. Hai chăm pram chả nằm ở đó bê là chết đó dư tình yêu ca và dương chạp đám cho sập sập sai ảnh đất gọt cát. Hai bà chăm tại cọng ca nhì thân ạ chết cọng ca nhì bụng rưng cho tập sập sai có ọt cát đây thua chưa bà chăm. Hai đi hai cứ chỉ kết ca sập khăn nà từ lư anh hay tí buồn cả xuống qua đặc biến trời sạc ca chỉ vui cả xuống prai sân đi tu kẹt kẹt bật cung cả xuống tê sư cho cả xuống qua bật thoa đưa vị chất sơ lập ạ nâng cả xuống sở tháp bán phép buồn đâm bay tụp sạc nâng lúc bầm bát nở qua đặc biến áo vị trí biên bầm play bầm plơ rư bầm phôn pra chạc bị tạ thập hiếp chạy sơ đành khăn ông sân cung Campuchia nâng thơ ai khôi mốc mốt Campuchia lưu chạc ăn rạc chiến. Thì bà rằm của dùng bà rằm này tới điếp chăm côn dù bài chết nâng lịch khách bắt thân kể tệ dứt bẹp bọn. Đầm bây đầm rong tư, cả plạp đô, cả sai tu rồi tu, bì bà bọn analog, tàu bà bọn digital, nâng cả phư sở mạ hà rõ nạ cảm, bà bọn sắp sai digital khăn ông đầm bọn nâng ơn trả chết. Thì bà mùi của dùng bà rằm này tới điếp chăm phai nâng cả bì bọt thôn thiên bà đu. Xâm rạp cụp cụng đầm nào cả thân nào tu rồi tu digital. Rồi chẳng lỡ cầm phúc cả bần đô bần đào ạ cả digital nâng ác rạc cam bò rà biên đòi xác ca chi mùi cơ xuống sá đá bàn bẹp bón. Ông ca đại cử chiết nâng bàn thả chiết chỉ mùi kia đi chìm xâm lực tức chất đó cơ xuống bò rà biên cơ xuống sá đá bàn bẹp bón ông ca đại cử nâng về xài ai kì chún bùng rừng bắt tà thân bà chạy kì tế nâng ca tà tùa khó trời vị trí chi vẹn. Prom tiền ca áp vật thôn tiền bận đu nâng bận đông bận đa, smart day mà nét sẽ ca vị trí chỉ việc xa po ở biển ở bàn cần tài lo. Kiểm soát lực thực chất đó cơ xuống po ở biển, cầm nát yun ca nâng bắp bòn cướp cung đam bay bùng rừng sự thả bàn po ở biển. Còn nếp po ở biển, sự vật nếp nâng sứt từ tour po ở biển, sầm đại lực cầm po phải sự nếp ca nghe sắp sai po ở biển, cả đôi chia vị sai po ở biển ở Campuchia. Thì bấm bay đòi xa ca chỉ bôi cơ xuống sự thả bàn bẹp bòn. Cả xuống bó rộng biên trời bóng rừng dân là ca cả xuống đảm bây bằng cán và sát tập hiếp này ca cực cồng ca sai bởi địa chỉ cam phá lật tập hồ cử sổ bằng được phê sẽ chết bởi công lăng đảm biết chết bởi phía đảm tạm bà bóng sắp sai cực bởi phết đảm bây cắt bằng thói bà bác bó đôi xa chùm gư bần chú lõng đây là chùm gư đi bán xâm lạp bà nục chí chá nơi khăn ông bị phục lụ. Thì bóng bốn cả xuống bó rộng biên trời bóng to xa ca chỉ bôi sát tạp bán nâng ông gặp đảm bây bật chăng nâng bò biến khai khai, đảm bây đất nộp phư dứt đi cả. Đảm bây bình chí riêp chùm nét đấng đo xa thiên đại chún. Ở bàn dô chú bác bì bò biến khai khai, nâng bò bác bò nây bò biến bà bệnh đi. Bòm chẳng biên bì thiên nâng ca tốp sát nâng ca bìa toàn bìu, đảm bây thử nê bàn nơ xoắn tê sốc bò biến. Sơn đạp thân nộp nâng xa rây phiếp xa bò biến nâng sơn đạp thân nộp sân công chiến. Một nâng văn chọp ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមសម្ដែងនៃការកោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃក្រសួងព័ត៌មានដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លានេះជូនជាតិនិងសូមអបអរសាទរនូវសមិទ្ធផលការងារទាំងឡាយដែលក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចបានកន្លងមកជាទីបញ្ចប់ជាមួយនឹងការប្រកាសបិទសិទ្ធិនិបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2023និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងព័ត៌មាននាពេលនេះ
đi bố, miền sắp phép mắc khôn, khăn ông khrom khổ xa, nâng xâm rạch bàn chốc chây, nâng khrúc, phía rực cách riêng riêng khuôn, nâng xôn bà cóp cho đáy bốt tập bố, nâng bố tăng pram bà cá, cư ả dụ và nạ sốc khá bà lẹ, nâng bà đẹp biên hẹ, công bay kênh lại xôn, ọc tình.